anh em, mình là Kim Mô Tun. Ở clip hôm nay ấy, thì mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ anh em cái cách mà tự mình bảo dưỡng cái tay ga ở đây. Đó. Thì ở trên những cái xe số mà đi lâu năm thì thường, nói chung là các dòng xe mà đi lâu năm ấy, thường là cái tay ga của mình nó hay bị có vấn đề là hơi bị kẹt. Đó. Thì cái clip hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ anh em cái cách mà tự mình bảo dưỡng cái tay ga của mình ở nhà. Đó. Thì trước tiên khi các bạn muốn tháo được cái tay ga ra để các bạn kiểm tra và dầu mỡ thì các bạn nên tháo cho mình cái dây phanh ở đây ra nhé. Đó. Thì cái xe zin này nó sẽ liên quan đến cái cùm dây phanh ở đây. Thì các bạn nên tháo cái dây phanh ra trước. Còn những một số cái xe khác này nó không liên quan thì các bạn không cần tháo nhé. Ok, thì cái clip này thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách mà tự mình làm cái tay ga ở đây. Dụng cụ chuẩn bị thì nó cũng đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần chuẩn bị cho mình một cái tốc vít. Là xong thì các bạn có thể tháo cái con ốc ở đây và các bạn tháo mấy con ốc ở dưới này là xong. Thì cái clip này thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách mà có thể tự thông cái dây ga ở nhà, không cần đến cái bình thông. Thì ở đây là mình có một cái bình thông, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách mà tự thông ở nhà. Ở kia thì mình có một cái bình thông này. Đó. Nhưng mà mình sẽ hướng dẫn anh em là tự thông dây ga ở nhà. Để tự thông được cái dây ga này ở nhà thì các bạn chuẩn bị cho mình một hai cái túi ni lông như này. Đó. Thì tí nữa chúng ta sẽ đổ xăng vào đây và sẽ cho thêm nhớt vào đây để các bạn tự thông. Đó. Và chuẩn bị một hai cái nịt nữa. Ok. Thì bây giờ là mình sẽ thao tác là mình tháo cái này ra để mình vệ sinh và mình sẽ thông ở trong này. Ok anh em, sau khi mình tháo cái tay ga ở đây ra, cái cùm tay ga ở đây ra thì chúng ta sẽ nhấc hẳn một cái dây ga như này. Còn nếu như anh em có thể là để trên này cũng thông được nhá, nhưng mà tốt nhất là anh em nên tháo này ra. Đó, thì khi anh em đã tháo được cái dây ga rồi thì anh em mới chuẩn bị cho mình một cái túi xăng như này. Thì không cần nhiều đâu, chỉ cần ít thôi. Và bây giờ là anh em sẽ cho thêm nhớt vào anh em nhé. Đó, anh em sẽ cho thêm nhớt vào để làm gì, để khi mà cái xăng nó chảy nó sẽ rửa đi, còn cái nhớt nó sẽ đọng ở lại để cho nó trơn. Ok. Thì bây giờ anh em hãy lùa này vào cho mình như này. Đó. Thì trước khi lùa vào thì anh em có thể là chuẩn bị cho mình cái nịt. Ok, thì bây giờ là mình sẽ lấy cái nịt. Anh em sẽ lấy cái nịt anh em quấn ở đây luôn. Đó, cái cách này thì anh em có thể tự làm ở nhà, đơn giản, nhẹ nhàng. Thì cái dây ga đấy đặc biệt là rất là quan trọng anh em nhé. Nếu mà trong trường hợp cái dây ga của các bạn kẹt thì đi cực kỳ nguy hiểm. Nếu như các bạn đi quen xe rồi thì không sao, nhưng những người lạ mượn xe của các bạn ấy đi rất dễ gặp tai nạn. Ok, thì bây giờ là các bạn chỉ cần dốc như này thôi. Đó, thì nó khắc chảy xuống. Đó. Thì khi ở trong này nó có một cái đầu cao su bịt ở đây này. Thì các bạn đẩy nó ra rồi các bạn này. Đấy, nó đã chảy xuống rồi đây các bạn. Đó. Nó chảy như thế thì các bạn sẽ cầm tay như này. Các bạn chọc như này. Để cho nó chạy đi chạy lại cho nó thông. Và nó sẽ kéo được cái bình ra. Ok, thì mình sẽ để cái này ra kia đã để cho nó tự chảy. Đó. Ok, thì bây giờ là mình sẽ quay cận cảnh vào. Thì cái xe này của mình, cái tay này của mình nó vẫn còn dầu mỡ ở đây. Nhưng mà cái dây của mình nó đã bị kẹt rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ lau sạch đi. Nếu như trong trường hợp mà cái xe của các bạn mà chỗ này nó dỉ đỏ ra thì các bạn phải vệ sinh sạch sẽ, có thể là dùng cái chổi đánh dỉ hoặc là tàu giấy rác, hoặc là anh em có thể lấy dao hoặc là lấy cái kéo, anh em sẽ cạo sạch những cái dỉ ở đây đi để anh em vệ sinh lại cho nó sạch sẽ, và sau đó thì anh em sẽ dầu mỡ nó vào. Thì cách này thì mình hướng dẫn anh em có thể tự làm ở nhà chứ không cần về cái bình hơi nén khí để anh em thông nhé. Đó. Ok, thì bây giờ là mình sẽ vệ sinh cái này. Đó, thằng cháu của mình nó lại đi chơi mất rồi nên là mình phải tự quay. Bây giờ cũng là giờ trưa, giờ nghỉ rồi. Thì chiều nay là mình lại đi gửi hàng cho anh em. Thời điểm này thì một số anh em đặt hàng đột biến lên, cái số lượng nó nhiều lên nên là do bên mình không kịp sản xuất nên là có thể là anh em mới đặt hàng thì có thể là phải chờ trong vòng 1-2 ngày thì bên mình mới giải quyết được đơn hàng cho các bạn anh em nhé. Đó, thì thường là bên mình sẽ giao hàng
là trong vòng 2 ngày. Nếu như từ khi anh em đặt hàng cho đến lúc bên mình giao hàng là sẽ trong vòng khoảng 2 ngày là bên mình sẽ giải quyết xong đơn hàng cho anh em. Còn khi nào mà bên mình giải quyết sớm thì bên mình sẽ có tin nhắn phản hồi lại cho các bạn, trực tiếp cho các bạn luôn. Ở cái clip này thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách vệ sinh và thông rửa cái dây ga của mình sao cho đi lúc nào nó cũng mượt mà nhất. Đó, thì mình đã thông rửa như này rồi, thì bây giờ là mình có thể là các bạn có thể là sắm cho mình một cái lọ RB7 này vào. Nếu như các anh em mà yêu thích độ chế xe hoặc là tự sửa chữa xe ở nhà thì có thể sắm cho mình một cái lọ RB7 như này. Nó chỉ rơi về tầm 70.000 thôi. Thì cái này anh em có thể là xịt lên xe những cái chi tiết nào mà khớp động. Ví dụ như là mình đi mưa về mà cái ổ khóa hoặc là đi rửa xe về cái ổ khóa nó bị kẹt ấy, thì anh em có thể xịt cái này vào rất là ok. Hoặc là mình đi mưa về những cái ổ công tắc ở đây nó bị kẹt hay là nó bị nặng và có vấn đề ấy, thì các bạn có thể xịt vào. Đó. Nhiều có những cái mà ví dụ như gặp những cái nút đề này hoặc nút xi nhan mà các bạn gạt nó không tiếp điện nên nó không báo ấy, thì các bạn chỉ cần xịt này vào là ok. Các bạn gạt đi gạt lại là nó khác tự thông mạch, nó khác tự làm sạch. Đó, thì các bạn không cần phải thiết phải tháo ra cho nó mất công. Đó. Thì anh em nên sử dụng cái loại R77 ở đây. Đó, và cái tay ga này thì các bạn cũng nên vệ sinh lau sạch sẽ đi. Mà chỗ này thì tí nữa anh em sẽ bồi thêm một ít mỡ vào đây. Để làm gì là khi anh em đi trong quá trình lâu ngày nó nước mưa nó vào thì nó không bị trôi. Còn anh em cho dầu vào đi lâu ngày nếu mà để mưa thì nước mưa nó vào nó sẽ bị trôi đi. Đó, thì anh em cho vào đây anh em quay. À, nó rất là nhẹ nhàng. Đó, thì khi đều cho vào như thế rồi thì anh em nên cho mình một tí dầu vào. Thực ra những cái clip này nó cũng rất là đơn giản thôi, nhưng mà nhiều anh em không phải là thợ cũng không biết cách làm, thì cái clip này mình sẽ hướng dẫn những anh em nào mà không phải là thợ mà muốn tự sửa chữa xe ở nhà tự làm những cái chi tiết đơn giản như thế này. Đó. Ok, sau khi mình đã làm xong cái tay ga và mình đã thông rửa xong cái dây ga ở đây thì các bạn thấy là cái dây ga của mình bây giờ nó đã sạch, nó trắng tinh như này. Thì mình lôi đi lôi lại này nó rất là nhẹ, như thế là ok. Đó, thì anh em cũng đặc biệt là lưu ý cái vấn đề là cái dây ga nhé. Nếu trong tình trạng cái dây ga các bạn kẹt quá thì các bạn có thể nên thay, hoặc là các bạn lôi như này nó bị có hiện tượng là mắc mắc sờn sờn ấy. Là do cái dây này mình ga lâu ngày nó bị đứt ra, nó bị sờn thì nó dễ dẫn đến kẹt ga, thì các bạn nên thay nhé. Bởi vì cái dây này nó cũng tương đối là rẻ thôi. Còn nếu như cái dây các bạn mà vẫn còn ngon, lôi đi lôi lại này rất là nhẹ nhàng mượt mà này, thì các bạn nên vệ sinh và các bạn thông rửa nó đi cho nó sạch sẽ. Đó, thì tiếp theo là cái clip lần trước ấy, thì mình đã hướng dẫn anh em cách mà chia sẻ với anh em cái cách mà tự làm cái tay ga lên ga nổ máy ở đây. Thì có nhiều anh em hỏi là cái dây này thì bạn kiếm ở đâu, thì mình cũng xin thưa luôn với các bạn là cái dây này này là cái dây điện máy phát của cái xe Jim Segway, thì mình đã bỏ ra và mình đã lấy những cái đoạn như thế này. Thì anh em có thể là cắt hai cái mạch hai bên này đi này, cắt hai cái thành hai bên này đi, thì các bạn lấy một cái mạch bập bênh ở giữa này. Đó, thì nó sẽ bập bênh như thế này. Thì các bạn sẽ làm cái tay ga. Đó, ở trên cái xe Jim này cái cách làm sẽ tương tự như cái xe Way nhá, mình sẽ không hướng dẫn lại. Và mình sẽ xin chia sẻ thêm là ở đây thì cái mạch ở trên cái cùm tay ga của cái xe Jim ở đây thì nó sẽ là bằng nhôm. Thì việc các bạn là bây giờ là các bạn là phải là dán một cái miếng nhựa ở đây. Dán vào miếng nhựa vào cái lưng ở đây. Để các bạn đặt vào đây để cho nó cách điện, nó không liên quan gì đến cái thằng cùm tay ga này. Còn nếu như trên những cái xe Jim xe Way đấy hoặc là xe nói chung là nhiều dòng xe thì cái cùm này của nó sẽ là bằng nhựa, thì anh em làm nó rất là ok, rất là dễ. Nó như kiểu cái clip lần trước này mình hướng dẫn các bạn làm trên cái xe Way ấy. Thì cái xe Jim này làm nó sẽ tương đối phức tạp hơn là anh em phải cách điện ở đây, và cái cách làm nó sẽ tương tự như cái xe Way anh em nhé. Đó, thì anh em nào mà có thích làm lên ga nổ máy ở trên cái xe Jim này thì anh em sẽ làm như thế, làm y như cái trên cái xe Way lần trước mình hướng dẫn đấy. Vấn đề là anh em sẽ phải cách điện cho cái miếng này, thế là xong. Và anh em sẽ đặt vào trong này và làm đúng như cái những cái xe Way, thì cái clip này mình sẽ không hướng dẫn anh em nữa. Đó, thì cái dây này là dây điện máy phát lên của xe Jim xe Way nhá. Đó, thì anh em sẽ kiếm cho mình một cái đầu như này. Ok, thì khi anh em đã vệ sinh và bảo dưỡng xong cái dây này rồi thì bây giờ anh em sẽ mặn nó vào. Đó. Thì khi anh em đã tháo được ra như này rồi thì anh em sẽ vệ sinh cho mình luôn cả cái dây phanh
và cái dây le anh em nhé, cái dây phanh trước ấy. Đó, cái dây phanh trước thì nhiều anh em đi là ít khi bóp phanh trước, cho nên là cái dây nó cũng rất hay bị tắc. Mà cái dây nó hay bị tắc, nó kẹt như thế thì đi nó cực kỳ nguy hiểm. Có những lần là đi, mình đã gặp những cái trường hợp là đi sang đường mà gặp chướng ngại vật, các bạn ấy bóp phanh cái là cái xe của các bạn nó đứng khựng ở giữa đường luôn. Như thế là cực kỳ nguy hiểm. Nếu như trong trường hợp mà người ta đang đi mà bạn bóp phanh nó khựng giữa đường như thế là người ta sẽ đâm vào bạn luôn. Ok, thì các bạn là nên sẽ vệ sinh những cái khớp động ở đây đi, đó, dầu mỡ vào, thông rửa cái dây để cho cái xe của các bạn luôn luôn là lúc nào trong tình trạng là dùng vận hành ok, tránh tình trạng là bạn bóp phanh xong rồi nó khựng cái là người ta có thể là đâm vào đít bạn, hoặc là bạn sang đường đấy mà bạn bóp phanh là người ta sẽ đâm ngang xe của các bạn, như thế là cực kỳ nguy hiểm. Ok, thì bây giờ là mình sẽ lắp vào. Thì cách thức lắp vào hay tháo ra thì các bạn đến lúc các bạn làm thì các bạn có thể tự hiểu được, vì cái này thì mình sẽ không hướng dẫn chi tiết vì những cái này nó cũng rất là đơn giản. Ok, thì bây giờ là mình sẽ quay nhanh cái đoạn này để mình lắp vào. Ok anh em, sau khi anh em đã lắp xong cái cục tay gai ở trên này, và đến cái công đoạn này cũng tương đối là quan trọng và một số anh em có thể là sẽ không nắm được, thì cách thức mà cho cái quả ga vào trong cái chế này đây sao cho nó đúng. Ok, thì bây giờ cái dây các bạn đã kéo xuống dưới như này rồi, thì bây giờ là đến cái chụp nắp cái chế và khí ở đây, thì anh em sẽ luồn nó vào, anh em cắm nó kịch xuống. Đó, cái chỗ này thì nó sẽ hơi mắc đó, thì anh em sẽ cắm kịch xuống, và bây giờ anh em sẽ cầm tay ở đây và anh em kéo ga lên và anh em sẽ lôi ngược nó xuống nhá. Đó, thì các bạn thấy nó sẽ nhẹ nhàng là ok, nó không có hiện tượng mắc, là cái dây của các bạn đi là sẽ đúng. Thì bây giờ là mình sẽ chia sẻ luôn từ trên này xuống. Thì anh em vặn cái cùm tay ga ở đây thì cái dây nó sẽ vòng như này, sẽ đâm vào nhựa ở đây mà nó sẽ chạy xuống dưới theo cái này đó, thì nó sẽ xuống dưới này đó, thì anh em đi như thế mới là đúng nhá. Ok, tránh cái tình trạng là anh em đi dây sai, anh em đi dây sai như thế thì khi anh em để ga thì các anh em để thẳng thì không sao, khi anh em quay đầu xe thì nó sẽ bị rồ ga lên, như thế là rất là nguy hiểm đó. Thì bây giờ là anh em sẽ tiếp đến là anh em sẽ luồn cho mình cái lò xo như này vào đây, anh em sẽ để ý là trong cái dây này nó sẽ có một cái đầu cữ ở đây nhá. Đó, cái đầu cữ đây nó sẽ làm gì đây thì mình sẽ hướng dẫn luôn anh em, và nó sẽ lùa vào đây này, ở trên thân của cái chế, ở trên thân của cái quả ga này nó sẽ có một cái rãnh đó, cái rãnh này là anh em sẽ lùa cái dây này vào đây như thế này đó. Thì ok, thì bây giờ là mình sẽ lùa cái dây, lò xo này vào đây đó. Khi anh em lùa lò xo vào thì anh em sẽ cầm anh em kéo giữ tay như này, và bây giờ anh em sẽ cho nó vào cái quả ga như này đó, và bây giờ sẽ thả cái lò xo này vào, nó sẽ chui trong lòng cái quả ga như này là xong. Ok, thì bây giờ là mình sẽ lấy nét vào trong này. Ok, thì ở trong cái chế hòa khí ở cái phía bên tay le đây nó sẽ có một cái định vị quả ga, thì cái định vị quả ga đấy thì nó sẽ là chạy theo cái hướng dọc của cái thân quả ga ở đây đó, thì anh em sẽ quay cái chiều định vị của cái quả ga ở đây để sang cái phía bên tay le anh em nhé. Phía bên tay le là gì, là bên cái cần le ở phía bên này này đó, thì khi anh em sẽ đặt cho vào đây và anh em sẽ lùa nó vào, nó sẽ như này, nó sẽ mắc này anh em này đó, anh em giật này nó sẽ mắc, thì anh em sẽ xoay nó sẽ là vuông góc nhé, vuông góc mấy lại cái chữ kê hin ở đây, nó ở phía bên kia kìa. Đó, nó tụt xuống như này đó, anh em rút lên rút xuống, nó thụt xuống như này là ok đó. Và bây giờ anh em sẽ để cân ở đây và anh em vặn ren vào. Ok, thì bây giờ anh em phải thử trước nhé đó, thì khi anh em kéo ga lên và anh em thả tay ga ra nó phải kêu bạch bạch như này đó, nó kêu bạch bạch như thế là gì, là có nghĩa là cái quả ga nó đã đóng kín hoàn toàn, nó không bị treo quả ga. Còn nếu như anh em thả tay ga ra mà nó không kêu bạch bạch, hoặc là nó cái tay ga của các bạn, bạn để ý cái tay ga nó sẽ về hồi về từ từ, thì lúc đấy là có khả năng nó bị kẹt, thì các bạn phải rút lên và các bạn thao tác lại đó. Thì khi các bạn vặn vào như này rồi thì không cần phải lấy kìm siết vào đây nhá, nó sẽ hỏng cái này đi, nó rất là xấu. Thì các bạn sẽ chọc cái tô vít đây, các bạn vỗ như này là xong đó, không cần chặt quá đâu anh em nhé, chỉ cần chặt vừa phải thôi đó, nó phải kêu bạch bạch như này là ok này đó. Thì cái clip này mình đã hướng dẫn anh em cái cách mà thao tác thông rửa cái dây bảo dưỡng cái tay ga của các bạn ở trên xe của các bạn đó. Thì cái clip này thì mình làm tương đối là nhanh, thì hy vọng là các anh em sẽ có thể là hiểu được cái cách thức mà tự mình bảo dưỡng cái dây ga và cùm tay ga ở nhà đó.
Và thì cái dây le ở đây thì các bạn khi các bạn đã tháo cái này rồi thì bạn làm nên làm một lèo nhé. Thì sẽ làm thông rửa hết mấy cái dây. Nó có dây ga, dây le và dây phanh. Đó thì anh em sẽ tiện tháo ra thì anh em sẽ làm một lèo như thế. Thì những cái dây của các bạn lúc nào nó cũng nhẹ nhàng, các bạn đi lúc nào nó cũng mượt mà, ngon lành, không bị hiện tượng kẹt. Nếu mà nó kẹt như thế cực kỳ nguy hiểm. Ok, mình đã hướng dẫn xong cái cách mà thông rửa cái dây ga rồi. Hy vọng anh em mình có thể là tự làm ở nhà được và không vấp phải có vấn đề gì. Nếu như trong trường hợp mà anh em làm mà có cái gì mắc mà gặp bí quá thì anh em có thể liên hệ với mình theo số điện thoại 0165 614 6888. Mình sẽ giải thích cho các bạn tường tận.